sao buồn dữ đó anh. Bé Hà mấy ông bà cô chú khách mới lên đến lần đầu tặng bé Hà cái quà nha các bạn. Cho bạn không có nó buồn thiêu. Có ăn rồi. Rồi, xong rồi. Anh vô ăn kem đó, ngon không? Nhìn cái mặt là em cũng vô rồi. Buồn rồi. Chọc bé Hà Đông Anh. Bye bye, không nổi bye bye rồi, xong rồi. Giao nhiệm vụ rồi, giờ hết giờ rồi. Chào mọi người nè, chào quý vị các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo các bạn. Ok, không có gì đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cô Thu đã mua mì ý cho con ăn, con cảm ơn cô Thu rất nhiều. Đó, thấy chưa? Đây, thấy chưa? Cảm ơn cô Thu đã mua gà rán cho con ăn, cảm ơn cô Thu. Rồi, bên đây là gà rán, còn bên đây là mì ý. Còn gà là món gì? Gà khoai tây chiên. Khoai tây chiên, khoai tây chiên là món phụ, món chính á. Là gà rán luôn hả? Toàn. Vậy là con Trâm Anh là nó thích mì nghe các bạn. Mì gói rồi giải được, mì gói rồi, mì hảo hảo rồi á. Toàn cho anh à, cho anh toàn. Ôi kìa, mấy cái, mua mấy cái vậy? Mua hết quán luôn hả? Ừ được. Khách kia mua hết quán kìa. Ủa bánh không nghe hả? Không có thật hả? Mẹ đi mua sữa nha. Mặc áo màu vàng này hoàng bánh xèo. Rồi, vô nhiệm vụ rồi. Rồi, đội hình rồi, sắp sắp lại đội hình rồi. Đội hình này là gọi là đội hình 3-4-1-2. Té xỉu luôn á. Giật mình. Sao ngon không? Ờ? Nhà biết vậy biết rồi. Hả? Hai vậy biết rồi. Trời ơi, đang review nè. Nhà xuống luôn trời. À, nhà xuống mà đẹp riết, không thấy lớn mà. Nhà xuống luôn bị chập 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 biết luôn. Mà đang hoài là không thấy lớn đâu nha. Ghê ghê kìa.
Thái hả? Gì kìa? Gì hả? Bữa nay bánh xèo nhí mới đầu bếp nhí thấy mặt buồn buồn này hả không? Muốn khóc luôn, buồn muốn khóc luôn. Thôi buồn. Chú làm chắc là đang sầu riêng á, chú lên liền giờ. Hả? Không có gì hả? Chị hai vô đóng bé vô kiểm tra bánh nó cháy này. Ra lệnh luôn á. Cháy là đi vậy nè. Lên thiên đàng là lên thiên đàng. Giỏi dữ kìa. Hay lắm kìa, quá giỏi luôn. Kìa là nó thường là áp chảo đi. Áp chảo cho nó nhanh khô, nhanh giòn. Đúng, chính xác. Chưa chín. Mấy cái anh chị? Hai cái về. Chắc đấy là quà sinh nhật muộn á. Mà sao con Đông Anh không có quà sinh nhật muộn trời? À nhưng mà sinh nhật muộn á. Nào tí hòn nào. Cũng đúng rồi, nó chịu hết luôn mà. Tiếng rửa quay cái này, quay tiếng rửa cái gì hả? À, xử đi, nóng phỏng miệng luôn á. Hết thịt rồi kìa. Anh quay ta rồi em giờ anh đi quay đây rồi đâu thời gian đâu mà qua bên tiếp rồi đi đâu anh quay nữa trời.
nhiều cho lắm. Heo quay nữa kìa. Sáng heo quay, trưa sầu riêng, tối bánh xèo. Mấy Hà, chú nói là quay sầu riêng này kiếm vài chục, vài trăm, vài chục ngàn, vài trăm ngàn. Một cái bánh xèo mà chỉ lấy cả thôi hả? Có cái bill à? Có bill mất tiền. Bill cái tiền sao đi mất rồi? Lúc đầu khó lắm anh, lúc đầu quay đầu ngay cái lúc đầu á. Sao nhanh dữ kìa? Khói hả? Từ lúc mà chú Việt bị Covid, thời Covid tới giờ trong mày nó bị hụt hơi, nó tử hoài. Ê, tay lọ kìa. Ghẹt là đồ bánh xèo chuẩn nhất con ngoại nhất. Ừ? Không, nay ăn phở đâu, nay anh ăn phở giò rồi. Ảo lộn, bún giò á lộn. Bánh xèo là ngày ăn, ngày gắt, ngày nghỉ hả? Ê, dạ một chú con già quá kìa ơi. Ủa rồi hôm giờ con vô con tìm hiểu là lý do sao bà nội nói con là trùm sọ. Ừ. À vậy quay đầu xe. Ủa nãy giờ hết tôm mà chưa lên tôm nha. Một bánh cho chị gái nha. Kiều Việt anh lắc chảo kìa. Ở khi nào lắc chảo, cái chảo rất là. Mọi người bây giờ này, bây giờ khách đường xá. Lên tôm lên giá luôn. Lần đầu tiên thấy hai cái liên tục đó. Bên này chưa có bột, bên này cũng chưa có bột luôn. Thử thách hả? Hai cái đặc biệt hả? Phần. Ê, cháy nè.
Ừ. Dám mua chảo rồi còn. Mua mà cái bánh xèo tiếng là cái bánh điều bây giờ. Áp chảo, áp chảo. Áp chảo đi. Đó. Kìa nó không vớt ra liền nha các bạn. Nó đỡ một hồi nó coi. Bên này lấy chùm chao nha. Bên đây Hà Anh bị bà nội phốt nặng lắm nha các bạn. Dạ mà chú tướng ở đây ủa trong anh cũng bị luôn hả, là đi chung đó hả? Rồi anh mai con dưới anh Tâm Anh đi cạo đầu hả? Không. Nghe nữa hả? Các người không có cạo không? Cạo đẹp lắm á. Thôi không cạo thì vô nói hớt cà rơ 3 phân. Không 5 phân được, nói đâu Tâm Anh này. Tâm Anh hớt cái kiểu mà 5 phân hay là 3 phân là đẹp lắm. Các con khúc rồi nè. Nhìn như chưa? Không nhìn đi, cho không nhìn đi. Xả vai không nhìn. Rồi. Trống bán luôn. Hả? À, đâu bây giờ cũng 7 giờ rồi chứ. 7 giờ rồi. Kìa nó chưa kỹ lắm các bạn, như ở đây nãy giờ đỡ một hồi nó chưa lấy ra nè. Ồ, cái đó không được, chưa được giòn nha. Đúng không? Giờ đỡ chưa đủ thời gian không? Hay là lửa ít. Vô, đúng rồi. Thêm đó. Hết hồn. Bữa nay nãy quay cái video kia với Hà tới lúc chia tay á, lúc chia tay mới chào xong chia tay luôn. Chào lần nữa nha, chào với Hà, chào với cả mọi người trước ở ngoài nước nha. Cái video số 2 mà bây giờ cũng gần hết giờ mới chào này các bạn. Do hôm nay tâm trạng không được vui, với lại là bận rộn quá. Vui mà. Lâu bị phốt rồi không vui chứ đâu. Như Kiệt nè, Kiệt bị phốt hoài nó vui chứ nó có gì đâu. Con chào bà Lâm ở Chicago. Cái gì? Bà Lâm. Con chào bà Lâm ở Chicago. Chicago hả? Bà Lâm hả? Bà Lâm mới tới đây mình xèo hả? Sao Tâm Anh? Tâm Anh? Bà Lâm mới tới em xèo à? Không, bà Lâm nói là có gì mấy chú quay còn phải nhắc tên bà Lâm để cho bà Lâm nhớ tôi con. À vậy hả? À, nhắc bà Lâm ở Chicago. Con
đâu Việt đẹp trai mà đâu bị lé đâu mà mắt rồi chỉnh nhìn thôi lé coi đủ lé đâu. À, đó, đó, à, à. Nó rung rồi, tay rung rồi, tay rung rồi. Coi đà, coi đà. Bình thường đấy. Gọi là áp gì? Áp bao giờ coi? Bây hồi nó rớt bánh xèo ra ngoài sao ta? Thì bỏ vô thì sao đúng không? Rớt bánh xèo mày. Hết. Rớt cái này là bỏ luôn, còn rớt cái này thì bỏ luôn. Đúng rồi. Dấu giờ đâu thì chúng ta là 21 con bắt con nhất hiệp quận 12 nha các bạn. Đó. Người có đi ngang qua khu vực này thì ghé bà nội ăn bánh xèo. Ủa? Ghê vậy? Nói tiếng Anh luôn ha? Ghê vậy? Money. Money. Nhưng mà người nước ngoài đúng không hả? Người nước ngoài đúng không hả? Nước ngoài. Không có ông ở ngoài tên bệnh như đâu á, ông từ đây xong anh sẽ ông nói chuyện, ông nói tiếng Anh trực tiếp cho ông có được. À. Ông biết tiếng Anh gì? Hơn. Bây giờ không nói được tiếng Anh này chứ ngôn ngữ cơ thể rồi mà. Ừ. Money. Money 300 ngàn nha. Nó đang hỏi tiếng Anh đồng điếu hai cái, ba cái luôn, 15 cái luôn. Chú chị thấy ba cái bánh xèo nhiều. Đấy, khách tới kìa. Khách luôn, 20 cái mang về luôn. Cái luôn mẹ. 2 cái bỏ con xuống cầm. Lên. Đó. Được á. Chưa đợi xíu qua trời. Rồi. Lên. Đó. Thank you, Vinamilk. Ok nè. Ok, rồi. Lâu mới có cái bánh tráng trộn thôi vậy. cái này là cái gì bên này? Cơm cháy không quẹt. Cơm cháy, trời ơi. Rồi, bây giờ ủa sao nãy giờ thấy khách không thích không không thấy không thấy khách vô ta. Nói tiếng Anh, biết chào là cái gì không quên. Đó, hết đó. Từ đây chính xác luôn á. So hết đẹp. Ồ, nói tiếng Anh không trời.
How are you? I'm fine, I'm you. Giờ tiếng Anh không chạy? Yeah. Trời ơi, chóng mặt luôn rồi đó. Số là tiếng Anh không rồi. Đúng rồi, nhức đầu quá rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Family là gia đình đúng không? Family, yes. Gia đình của chúng tôi. Our family. Bánh xèo nhí gọi là little pancake. Little là nhỏ. Nếu mà ông nội là tiếng Anh là sao chú hả? Ừ. Grandfather. Nó giống tay không? Hello teacher, hello teacher. Hello cô. Hả? Hello cô. Hello teacher, chào giáo viên thôi, giáo viên chung á, nam nữ rồi. Nói đi, nó nhỏ cái gì mà. Bất ngờ tại bất sao nhí này chơi tiếng Anh không chạy. Bị dạ. Dạ. À, cô chú không biết xèo phải mời sao? Không mời, con mời cô chú không biết xèo ngon miệng. Không, con chúc cô chú ăn biết xèo ngon miệng. Đâu, thôi mày thôi chị Hai nè, chị Hai gì nói nè. Chúc bà cô chú ăn biết xèo ngon miệng thôi hả? Chúc ông bà cô chú ăn biết xèo ngon miệng vậy thôi. Vậy thôi. Nói tiếng Anh mà. Thôi nói cái Việt. Anh tiếng Việt. Hả? Trà là ti. Đá là ice tea. Đó, ti là trà. Ice là đá. Trà đá là ice tea. Trà sữa chú hả? Sữa là miêu đúng không? Đúng rồi. Trà là cái gì? Ti ti miêu. Vậy thôi. Ráp lại. Cảm ơn thực khách đã đến ủng hộ là thank you. Thank you for you coming. À, thank you for you coming. Đúng rồi. Good. Ai bài vậy? Con giờ là con học lên tiếng Anh máy rồi. Học trên máy rồi hả? Con học trên máy mà. Ghê hả? Học lên cái con gì màu xanh xanh á, lá cây á. Trên app hả? Trên cài đặt. Trên app, trên máy tính, ra điện thoại. Yeah, good. Thank you for you coming. À, thank you for coming nha. For you coming nha. Vậy đó là cảm ơn á. Cảm ơn bà cô chú đã đến ủng hộ. Vậy đó rồi. Sao không nghe từ ủng hộ ta? Thấy đến đó, chưa thấy chị từ ủng hộ. Ê, chị khách mua sầu riêng nha. Thank you so much. Oh, bất ngờ nha, bữa nay. Ice cream. Kem. Cream là kem á. Kem lạnh á. À, kem đá. Ừ. Thank you so much, là cảm ơn rất nhiều. Yes. Bánh xèo nhí này chơi được tiếng Anh không? Trời ơi, bị chóng quá rồi. So hết nè. Oh, nhức đầu quá. Sao nhức đầu quá. So. Cái này là bánh xèo bán cho khách nước ngoài được rồi. Nhưng mà giờ nó kêu money. Two money for two. Tính tiền cho hai cái, tính tiền bao nhiêu? How much? Bây giờ mà tiếng Anh thực hành luôn á. Money for two. 70,000 Việt Nam đồng.
hơi hả? Ô tô ca. Hả? Cái gì? Việt nói gì vậy? Durian. Durian. Ngon ngon nó nè. Nước. Banana là chuối, apple là táo, cháo táo chuối hả? À chuối táo hả? Còn này nó ngon quá. So so delicious. Wow, oh, so delicious nha. Ngon quá. Đó. Ủa học từ vựng hả? Để cho tụi con học từ vựng không hả? À học ở trên app hả? Ai vậy? Ai vậy app đó? App tên gì? Quảng cáo luôn app. À học tiếng Anh hả? Chứ không phải tiếng Pháp nha các bạn. Phô mai con mọi cười đọc. Con bò là gì? Con bò là gì? Con bò là con bò. Vậy con bò nó có hai loại con bò. Con bò đực với con bò cái. Con bò đực là bull. À gì? Bull đúng rồi. Red Red bull đó. Chicago bull đó. Bull đó là con bò bò đực. Còn con bò cái là cowboy. Cow. Mấy anh em Hà. Chicago là một thành phố ở nước Mỹ. Hình như nó ở bang Nevada. Chicago là một thành phố. Ừ. Mango. 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 Ủa, tiếng Anh chuẩn dữ ta. Ê, hôm nay nhớ tiếng Anh nhiều vậy hả? Sao nhớ hay vậy? À, lúc con đi học trên trường nó có chỉ đâu mà đúng không? Tự học hả? Ghê ta. Ok. Đúng. Học qua app hả? Ba gì em học? Ba gì em học luôn hả? Ừ. Là con mèo. Kit. 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 Đó là con chó. Ừ. Con là con gì? Con ngựa. Con ngựa tiếng Anh là horse. Horse. Ủa, con này là con kết này. Cat. Này là con gì? Rắn. Rắn hả? Snake. Yeah. Còn túi con rùa, các đứa là túi con rùa không? Không. Là mai là túi con rùa, là chỉ con rùa. Túi con rùa. Không có túi con rùa hả? Đi nữa không? Dạ. Mua rau hết rau. Sữa là milk. 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 Có cờ. Milk. 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 Chết chết. Giả là trong áo đó, người ta chỉ đúng á. Con đọc theo áo đó, đừng đọc theo chú. Bởi vì chú đọc tiếng Anh lắm mà. Tiếng lắm. Không đúng. Miêu cá là sữa mèo. Miêu quà đó nè. Miêu quà đó nè. Sữa chui. Đúng mấy. Máy đang sạc pin. Hả? Blueberry gì đó. Strawberry. Với dâu hả? Không, trái gì? Mấy dâu là trái mâm xôi á. Giống trái mâm xôi. Dạ là không thấy, dạ là không thấy. Đắt thiệt mà. Hai cái mang về. Rồi nói là ồ rất đồ chơi con. Để con nghĩ cho con. Nghĩ từ gì đó. Dừng hả? Dừng. Nói chung là video này đặc biệt nha các bạn. Chơi toàn tiếng Anh không? Các bạn học qua app nha mọi người. À con có thể để chỗ này rồi. Ok. Được. Việt.
mà từ nào khó là nói tiếng Việt, từ nào mà nói tiếng Việt mà không rõ nữa. Ok, rồi cảm ơn mọi người nha, hẹn lại mọi người ở các video tiếp theo. Ô, chị một tiếng lá rơi cũng làm em hoảng sợ. Huệ nói mấy chị hỏi là một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ. giọng Huế, giọng Huệ rất là dễ thương, con gái hở rất là nhịu nhàng, rất là sâu nặng, một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ. What? Hot. Hot. No. Oh, very hot. It's very hot. Very rude. Trời nóng quá. It's very cold. Trời lạnh quá. It's raining. Trời mưa, trời đang mưa. Game lạnh. Game đá lạnh. Ice cream. Shrimp. Okay. Meat. Bean hôm trước là tự nhiên lâu không chạy qua nè. Thì shrimp bean rồi mung bean. Hai loại, hai cái đấy hai tên khác nhau đúng không? Cái đó hình như là shrimp bean. Còn bột là cái gì á, cứ quên rồi. Tự nhiên không xài là quên nha. Tối nay về tra hết đi. Mình tra hết từ quần trên áo ấy, coi những cái gì trên bàn mình á. Có cái gì là mình tra hết. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Để giờ tới hát luôn đi. Có chữ hát được tại bài này phải cần chữ mới hay. À. Rồi, ba qua cô chú đi. Em ba tất cả mọi cô chú ở ngoài nước nha. I love you. Tí nữa hát cho bà cô chú nghe. Ở cái video sau nha. Hôm nay chú Long ghé để chú Long kể lại hành trình đi du lịch ở ngoài Bắc cho mấy đứa nghe nè. Ba chú Hà nha, ba tất cả bà cô chú nha. Ba I love you. Chú bà chú đi là vui vẻ và có nhiều giấc mơ đẹp. Cuối tuần là vui vẻ nhé. Ok. Bye. Cảm ơn con. Cảm ơn con.